chào quý vị khán giả, chúng ta tới với sân Hòa Xuân tại thành phố Đà Nẵng. Và đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 của Nightwalk V-League 2023, cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Topeland Bình Định. Đội hình ra sân của SHB Đà Nẵng trong trận đấu này gồm thủ thành số 1 Phan Văn Biểu, cao thủ số 3 Mauricio Pinto, số 7 Rodrigo da Silva Dias, số 8 Võ Ngọc Toàn, số 9 Phan Văn Long, số 11 Nicolas John Olsen, số 17 Phạm Đình Duy, số 20 Lương Duy Cương, số 21 Nguyễn Phi Hoàng, số 22 Nguyễn Công Nhật và số 79 là Võ Minh Đan. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ, trọng tài chính điều khiển trận đấu này. Hai trọng tài biên là các ông Lê Xuân Vũ và ông Đặng Năng Duy. Trọng tài thứ tư là ông Trần Văn Trọng. Còn đối với Topeland Bình Định, họ ra sân với cao thủ thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm đội trưởng, cao thủ số 3 Valoran De Almeida, số 6 Đỗ Thành Thịnh, số 9 Hà Đức Trinh, số 10 Rafenson, số 1 Jeremy Lynch, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 19 Ariano Smith, số 23 Cao Văn Triển, số 43 Huỳnh Tiến Đạt và số 88 là Phạm Văn Thành. Vâng quý vị, và trận đấu đã bắt đầu. Chủ nhà SHB Đà Nẵng ngày hôm nay vẫn mặc bộ trang phục truyền thống. Và tấn công bên cánh trái của Topeland Bình Định. Đưa bóng vào, cơ hội đấy rồi. Và bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Người đệ bóng trượt là Jeremy Lynch. Đường chuyền không tới được vị trí của Huỳnh Tiến Đạt. Tiến Đạt vẫn còn cho cao thủ Topeland Bình Định. Rafenson, cơ hội đây rồi, dứt điểm. Jeremy Lynch, bóng đập cột dọc, sút tiếp và vẫn là cái duyên của Rafenson. Bàn thắng thứ 3 ở 4 trận đấu của Rafenson. Tỷ số được mở 1-0 cho đội khách Topeland Bình Định ở phút thiếu thứ 10. Rafenson, tiền đạo sinh năm 1997. Chúng ta cũng xem ngoặt bóng này rất kỹ thuật của Rafenson. Bóng trên vị trí của Jimmy Lynch, dứt điểm đập trúng vào cột dọc nhưng không sao cả. Vẫn còn Rafenson luôn đứng vị trí rất phù hợp để có một cú đá cực căng bằng chân trái. Đánh đầu không vào, cú đánh đầu của Rodrigo da Silva và người đẩy bóng là Văn Lâm. Chuyển xuống đáy biên, trả ngược lại, cơ hội đây rồi, một đều cho SHB Đà Nẵng. Và người ghi bàn không ai khác đó chính là tiền đạo mà số 7 Rodrigo da Silva Dias. Các cổ động viên của SHB Đà Nẵng tại sân Hòa Xuân đã có dịp ăn mừng. Một pha dàn xếp tấn công có thể nói là bài bản của đội chủ nhà. Dù ở phía trong có tới 5 cầu thủ của Topeland Bình Định nhưng hai cầu thủ tấn công của SHB Đà Nẵng vẫn nhìn thấy nhau. Người đã có đường kiến tạo đó là Nguyễn Phi Hoàng. Và trả ngược quá tốt của Phi Hoàng. Đưa bóng vào. Vẫn còn, bóng vẫn trong tầm kiểm soát. Đánh đầu vào trong. Cơ hội đây rồi. Vào. Tuy nhiên đã có lỗi việt vị rồi. Trọng tài đã căng cờ, không có bàn thắng, không có bàn thắng ở tình huống này dành cho SHB Đà Nẵng, rất đáng tiếc. Hãy xem lại pha di chuyển này. Đường chuyền của Văn Long rất tốt, vẫn là cánh trái, cơ hội đây rồi, không vào, quá đáng tiếc dành cho đội chủ nhà. Nicolas John Olsen là người đã xuất điểm và vẫn xuất phát từ cánh trái, đường trả ngược lại. Văn Lâm đứng chôn chân nhưng không bàn thắng cho SHB Đà Nẵng. Đánh đầu vào, 2-1 cho SHB Đà Nẵng. Quá tuyệt vời. Phút thứ 38 và đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước 2-1.
FB Đà Nẵng lội ngược dòng ngay trong hiệp 1 của trận đấu này. Họ là đội bóng chơi hay hơn trong hiệp 1 này. Và dù để cho Topland Bình Định dẫn trước nhưng không sao cả. Chúng ta cùng xem pha đánh đầu thành công của hậu vệ Mauricio Pinto sau đường truyền của đội trưởng Phan Văn Long. Cả hai cầu thủ ghi bàn cho FB Đà Nẵng đều là những ngoại binh. Rafaelson không vào. Rafaelson đã quyết định dứt điểm ngay chứ không phải là một đường truyền dành cho Jeremy Lynch. Chúng ta cùng xem pha xử lý tốt với chạm bước một này của Rafaelson. Khoảng cách chỉ là một bàn và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong một thế trận như thế này. Có lẽ là thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng hiểu rõ điều đó. Dứt điểm không vào. Dứt điểm của hậu vệ Marlon Rangel lên tham gia tấn công. Tỷ lệ kiểm soát bóng của FB Đà Nẵng vẫn đang trội hơn với 58% so với 42% của Topland Bình Định. Và Fenson rất nguy hiểm. Sút tiếp vào. Đẳng cấp của một tiền đạo đánh hơn bàn thắng tuyệt vời, đó là Jamie Lynch. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm nữa, nhưng với bản năng của mình, của một tiền đạo, Jeremy Lynch vẫn biết cách để sút tung lưới của FB Đà Nẵng. Rõ ràng là một gương mặt không mấy vui của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sau khi chứng kiến bàn thắng quân bình tỷ số vừa rồi của Topland Bình Định. Và dẫn gót của Rafaelson. Không thể có một cú pha bóng dứt khoát. Và cú quăng chân cực nhanh của Jeremy Lynch. Tiền đạo có lực sút cực tốt tại V-League. Cầu thủ có thể sút tốt bằng cả chân trái và chân phải. Cú đá của Jeremy Lynch đã ghim vào góc xa khung thành. Một góc chữ A. Và nó hoàn toàn làm bó tay thủ thành Phan Văn Biểu. Tiếp tục có quả đá phạt. Phan Ngọc Tín đã nhận một thẻ vàng trước đó. Trọng tài cầm sẵn thẻ vàng trên tay, như vậy là sẽ là chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ trẻ 19 tuổi của Topland Bình Định. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng xứng đáng nhận thẻ vàng của Phan Ngọc Tín. Thẻ đỏ được rút ra dành cho hậu vệ mang áo số 4. Và Fenson vẫn là một đường truyền hợp lý. Dứt điểm không vào. Sút tiếp không vào. Và đẩy bóng của Văn Biểu. Và một lần nữa chúng ta nhìn thấy Rafaelson và Jamie Lynch vẫn tìm thấy nhau. Đá trước đó là cực kỳ nguy hiểm của Jamie Lynch. Và người dứt điểm cuối cùng đó là Mạc Hồng Quân. Rodrigo rất hay. Đá khá căng của Rodrigo. Đá cú bay người cũng cực đẹp tới từ Đặng Văn Lâm. Xem lại cú đá này của Rodrigo da Silva. Công Nhật đánh đầu không vào. Pha cứu thua vàng 10 của Đặng Văn Lâm. Xứng đáng là thủ môn hay nhất Việt Nam vào lúc này với pha cứu thua đẳng cấp. Chúng ta cùng xem lại cú đánh đầu này. Cú đánh đầu của Rodrigo tưởng chừng như đã tung lưới rồi. Mauricio Pinto là người cắt bóng nhưng bóng vẫn trong chân cao thủ Topland Bình Định. Lý Công Hoàng Anh đưa bóng vào. Cơ hội đây rồi, sút vào. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ tư cho đội bóng thi đấu ít người hơn, đó là Topland Bình Định. Rafaelson bàn thắng thứ tư của tiền đạo mang áo số 10. Rất cháy, đó là những gì mà Topland Bình Định đã tạo ra trên sân Hòa Xuân.
và cái ôm đầu của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sau bàn thua vừa rồi. Lý Công Hoàng Anh truyền vào, nhịp xử lý rất hiểu nhau của hai ngoại binh ở phía trên, bộ đôi song sát cực kỳ hiểu ý nhau. 1-2, bùm, 3-2 cho Topland Bình Định. Và lúc này thì tiếng còi của trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã vang lên. Kết quả cuối cùng ở trận đấu này là 3-2 nghiêng về phía Topland Bình Định. Một chiến thắng ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trước EHB Đà Nẵng ở trận đấu này. Cú đúp của Rafaelson, cầu thủ xuất sắc nhất trận này của Topland Bình Định. Quý vị khán giả thân mến, xin cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chúng tôi ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất hấp dẫn trên sân Hòa Xuân. Chúng ta sẽ còn rất nhiều những trận đấu hấp dẫn khác tại Đại Hội V-League 2023. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.